Những ngày qua, triều cường dâng cao khiến cho tuyến đường Nguyễn Bình, Lê Văn Lương thuộc xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trong biển nước. Nhiều phương tiện qua đây gặp khó khăn, hàng loạt xe chết máy. Do đó, đội cảnh sát giao thông huyện Nhà Bè thuộc phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí gần 10 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông để hỗ trợ người dân. Vừa xong chuyên đề tốc độ vào chiều ngày 24 tháng 11, gần 10 chiến sĩ đội cảnh sát giao thông huyện Nhà Bè đã nhanh chóng có mặt tại đây, dùng ô tô tải nâng đưa xe máy và người qua đoạn ngập sâu, mỗi lượt khoảng 5 đến 6 người và phương tiện. Phụ nữ mang thai hoặc người lớn tuổi được ưu tiên ngồi trong cabin. Nhiều người dân không khỏi xúc động khi được các chiến sĩ giúp đỡ. Mình đi từ ngã mà cầu Mương Chuối á, và đi tới cầu này đi làm. Dạ, mình cảm thấy rất là tốt và cảm ơn mấy anh nhiều lắm, mà mấy anh giúp đỡ người dân đi vậy lắm. Mà không có hư xe, xe đẩy bộ về xa lắm. Được biết, việc giúp người dân vượt triều cường được đội cảnh sát giao thông huyện Nhà Bè triển khai thực hiện từ 2 năm qua, nhận được nhiều sự hưởng ứng và ủng hộ của người dân. Đừng có nhảy từ từ.